Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây. Phần 9. Tiếp nối với phần trước, Malbec là một giống nho có tuổi đời trên 2.000 năm đến từ thị trấn Cao, Pháp. Theo thời gian, Malbec đã tạo ra những chai rượu vang ngon đến nỗi vua Francis I đã gọi Malbec là Les Planteurs du Roi, nghĩa là cây nho tiến vua. Khi mới được trồng tại vùng Bordeaux, Malbec được hòa trộn cùng Cabernet Sauvignon để làm nên vị tân minh mạnh mẽ của giống nho này. Đại dịch Filoxera vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19 đã làm cho rất nhiều giống nho gốc tại Pháp gần như biến mất. Sau đó vào năm 1898, Nicolas Catena, một người gốc Ý trên đường nhập cư đến Argentina đã vô tình phát hiện ra rằng vùng đất Mendoza tại phía đông dãy Andes có thể làm cho giống nho Malbec phát triển mang đến hương vị rất khác so với Pháp. Điều gì đến cũng đến, vào năm 1902 Nicolas Catena đã trồng vườn nho Malbec đầu tiên của mình tại đây. Và sau đó như chúng ta đã biết, Catena Zapata đã trở thành một trong những nhà sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới không chỉ riêng tại Argentina mà còn cả trên thế giới. Vậy điều gì đã khiến cho giống nho Malbec tại Argentina khác hoàn toàn so với tại Pháp? Cùng đón chờ phần tiếp theo, follow và thả tim cho DIY Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!